Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với video của mình. Tiếp tục vẫn là Grab đổi thưởng MM Win thì hôm nay với cái số vốn tôi đang có 15 triệu thì tôi lại tiếp tục vào chơi cái con game Blackjack này. Ok, hôm nay sẽ vào chơi và kiếm tiền trên con game Blackjack nhá. Thì hiện tại con MM Win nó đang có cái chương trình đó là khuyến mại cho anh em tân thủ. Đấy, 31k. Thì những anh em nào mà quan tâm thì vui lòng là truy cập vào cái đường link mình có để dưới phần mô tả. Đấy, anh em có thể là truy cập đó tải về và sẽ được khuyến mại 31k để chơi, trải nghiệm và kiếm tiền trên Grab đổi thưởng này nhé. Tiền phát đi đâu là ok, lại 21 anh em ạ. Hai ván đầu vào khá là may mắn luôn. Ok, ván này là mình sẽ lấy lãi để đánh nhá. Coi như hai ván được hai củ thì là ván này mình sẽ lấy hai củ lên và đánh 17 được. Còn 17 mà bốc nữa mà chẳng may lên quân 5 quân 6 thì là oát hết. 17 15. Là nó hòa rồi. Chung là chơi con này nó chỉ là đấu trí thôi anh em ạ. 18 thì ngừng luôn. Mình định trụng con này nhưng mà thôi, định trả trụng cái nhưng mà quá mình chết đi. Đấy, nhà cái 16 điểm là bắt buộc là nó phải bốc rồi anh em ạ. Tiếp. Còn đôi khi là ví dụ như là bài mà nó úi dồi bỏ lách rách rồi, chắc chắn là bài này nó sẽ không thắng được mình rồi. Tiếc ghê, vừa nãy định đánh thêm mẹ nó một hai củ nữa anh em ạ. Kiểu gì lại phải bốc mà oát này. Đấy, úi dồi cả làng được ăn thằng này rất tỉnh nhá. Phạm Đức này 12 điểm mà không bốc thêm, quá tỉnh của đấy. Mình 12 điểm kiểu gì mình bốc, nhưng mà cơ hội mà vào quân đầm gì đó thì hơi khó. 10 GBK 20 này, thằng này 12 kiểu gì phải bốc rồi. Thằng này quá là may mắn, 12 không bốc luôn. Húp rồi. Đấy, khá là ok đấy anh em ạ. Cứ làm hai củ đấy anh em ạ, đều tay thôi. 6 à. Thôi, lúc đấy thằng này 12 điểm còn được ăn, mình 16 có khi còn quăng teo ấy. Úi dồi, 21. Từ lúc nó cũng đỏ anh em ạ. Vào cái thế bài rồi. Đấy, cái thế bài là kiểu gì đấy, nó 15 thì bốc phát được oát rồi. Ui dồi ôi, 20 thì mày thế nhỉ. Thôi mẹ nó cứ đánh 2 triệu vậy. Mấy tiếng mình đỏ rồi, hình như là tiếng này dạo này cái nó đang đỏ rồi thì thôi. 19 là khá là đẹp rồi. Sáu mười chín hai mươi mười chín u rồi mẹ ngũ linh năm dòng nhỏ 21 đẹp thế nhỉ. Địt mẹ là mỗi mình thua. Hai tiếng rồi anh em ạ. Ok, tiếng này vẫn được hai củ. 16 thôi, bảo hiểm mất 1 triệu mà đôi khi ví dụ nó 17 điểm mình thua, mình vẫn thua thôi, mà có khi nó còn oát ấy. Ngừng
rồi đấy, lên hai mấy củ nghỉ mẹ đi anh em ạ. 19. Ui, thằng này vẫn còn đứng thêm mà. Quát mẹ đi. Ôi trời ơi, mày thế thì mẹ đấy. Thấy chưa? Mẹ ông nào vừa nãy đi mua bảo hiểm tự dưng là mất oan nửa tiền. Tội gì đúng không? Nè. Xì đây này, đây mới là xì đây này. Tiếp. 17 thôi. 17 là nghỉ. Ui dồi ôi, mẹ 18 nó ăn mình. Ok nha, con này cánh lần lớn mình tí. 4 củ đi. Đấy, coi như là lại đang ăn ra có được 1 củ đây này. Phát này mà được phát là chốt lãi nghỉ mẹ luôn anh em ạ. Dịt mẹ nó thế mới cay. Đỏ thế mấy ván này nó đỏ thật. Mẹ đợi củ mẹ đi. Này rồi 20 rồi. Tí nữa thì mẹ lên 19 nữa thì ngon. Toàn 20 ba nhà 20 rồi. Con này mà được phát mẹ số lãi thôi tôi nghỉ anh em ạ. Làm vài củ thôi. Quát đi. Quát. Quát. Chết chưa. Ok anh em ạ. Thôi mẹ chốt lãi nghỉ thôi. Quan trọng nhất là trời phải biết ăn non anh em nhá. Tôi sẽ đánh nốt ván này thôi là tôi sẽ nghỉ này. Ván cuối cùng. Không thể mua đấy. Quân xì đã là cái gì đâu. Ông này ông đi mua bảo hiểm. Địt mẹ nó bật ra rách thật. Ok. Rồi hôm nay vào đây chốt lãi làm vài củ thôi anh em ạ. Chơi là phải biết ăn non và phải biết điểm dừng. Đó, quan trọng nhất là chơi là cần phải tỉnh táo anh em ạ. Ok thì hôm nay tôi sẽ tạm dừng đây thôi. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhé.